Bi thấy nhà Bi mừng lắm, mừng lắm nha. Đây, ăn được tí chưa? Bi khỏe rồi nhá. Bi à, Bi nằm đây. Lắm rồi, không ăn sao cho Bi nè. Bi ơi, này, sao bao nhiêu ngày này, sao mấy ngày Bi nay mới được về nhà đây này. Bi về nhà, Bi thấy nhà, Bi mừng lắm, mừng lắm với nhà. Rồi, mà Bi rồi. Bi rất là mừng, Bi rất là mừng. Nhá, về nhá, chắc chịp. Chúng ta mà chịp chắc vui lắm. Chị ơi, chị đi về đây này. Đây, ăn được tí chưa? Đi khỏe rồi nhá. Này, hãy làm việc em đi. Ăn nha. Hãy chị về. Lâu ngày quá đấy nha. Mấy ngày rồi đấy. À, ra chị bé. Ra chị bé, chị bé đi nè. À, không nhận ra chị nữa. Hả? À, để chị này, chị bé này. À, để chị bé nào. Cái chị. À, phần những cái kính đâu chị đó. À, ở chị không này. Là chị sẽ gặp bé nào. Mà hai con bé đi đi lên trên đi, ba con bé la lấy con áo lên dưới cho hai đi.
Hello. Nào để ba đi tắm nhá. Ơ đừng cái chị đấy. Bi thích nhỉ? Bi vừa này khỏe không? Mấy hôm trước Bi không chơi đâu. Nhỉ? Thấy nhỉ? Đấy. Nào Bi để ba đi tắm nhá. Bi đi tắm. Bi ơi. Tắm. Tắm nhá. Hả? Sao? Dạ, ui trời ơi. Bi mấy ngày vừa này nằm ở đây quên rồi. Bi ơi. Bi này xem ba làm ăn. Bi ơi. Bi nằm đây. Thơm chị. Bi vui mừng nha. Bi quên nằm ở đây rồi hay sao vậy? Em gọi một phát. Em ra em nhảy. Em nằm luôn. Bi nhỉ? Hả? À, Bi ba đi cho đi tắm à? Đây này. Đi, Bi. Đi tắm. Đi tắm đi. Đi tắm. Đi tắm tí này hai chị tắm sau nhá. À, đi tắm đi. Đi tắm nhá. À, tắm nhá. Đi không? Để lau con người nhá. Ừ. Đó. Đó. Yeah. Hmm? Bạn đang muốn chơi. Thích bạn này à? Bạn này bạn gì nhỉ? Bạn bơ. Bơ. Bạn đang cầm này, bạn cầm này. Bí đứng đâu? Thôi, Bí ơi, đi tắm. Đi. Thế nào, đi tắm. Tắm nữa. Rồi, 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 chờ đi đi bơi đó, đi tắm đó, không bơi mà đi tắm nha. Nha. Yeah. Bye bye hai chị đây. Bye hai chị đây. Bye bye. Bye bye Bibi, em đi tắm. Chờ đi làm trường nhá, chị hai con tắm sau nhá. Bye bye, chờ đi làm trường nhá. Để quần áo của Bibi đây nhá. Vắng là đi bơi nhỉ, tắm, nó cho đi tắm thoải mái đi. Đấy, chỉ ngồi ngắm Bí thôi à. Hãy
Hôm nay là Bibi có một bơi nha, hôm nay Bibi cũng hơi lắng nghe nha, anh bơi. À, anh bơi đây là cha ta, đi xuống đi. Đi xuống bơi đi.
đi tắm thế đó, đi tắm nhiều lắm nha, tốt nha, tắm nhanh nhiều lắm nha. Nằm xuống đấy.
một miếng đi nhé. Xong rồi, để sang cho anh xem là hai kỳ tạm xong rồi nhé.